Vatican tổ chức hội nghị công lý và tình huynh đệ trong Thánh Kinh. Vào ngày 4 tháng 3 tới đây, tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục, sẽ diễn ra hội nghị chuyên đề mang tên Công lý và tình huynh đệ trong Kinh Thánh. Đây là một trong những sáng kiến chuẩn bị năm Thánh 2025. Cuộc gặp gỡ đại diện cho giai đoạn thứ tư của những chặng đường năm Thánh Thượng Hội đồng, một chặng đường do tổ chức Fratelli Tutti phối hợp với Đền thờ Thánh Phêrô tổ chức nhằm chuẩn bị cho năm Thánh 2025, theo tinh thần của thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Moro Gambetti, giám quản Đền thờ Thánh Phêrô sẽ khai mạc hội nghị, cùng với lời chào của Đức ông Orazio Pepe, Tổng Thư ký của Cơ quan Bảo trì và Quản trị Đền thờ Thánh Phêrô, Cha Francesco Ocetta, Tổng Thư ký Tổ chức Fratelli Tutti và là vị điều hành sự kiện giải thích. Từ năm ngoái, chúng tôi đã đón nhận lời mời của Đức Thánh Cha để mở ra tình bạn xã hội và chiều kích của tình huynh đệ như một liều thuốc giải độc cho sự loại trừ và thù hận. Chúng tôi đã đề xuất ba cuộc gặp gỡ về chủ đề gần gũi và quan tâm. Cha cho biết thêm, năm 2023 là năm dành riêng cho việc thanh tẩy ký ức, ba giai đoạn mới, những nẻo đường của một cuộc gặp gỡ mới, lấy chương 7 của thông điệp làm điểm khởi đầu, nhằm nuôi dưỡng tình huynh đệ, học tái xây dựng sự thật bằng cách giải thích xung đột và đau khổ, đồng thời đi đến tha thứ và hòa giải. Trong hội nghị chuyên đề mới này, mọi người sẽ đi trên con đường được hướng dẫn bởi công lý trong Kinh Thánh, phản đối việc trả thù để sửa chữa và tái hàn gắn các mối quan hệ rạn nứt trong lịch sử cá nhân, xã hội và chính trị của con người. Như các cuộc gặp gỡ trước, cuộc họp vào ngày 4 tháng 3 sẽ bao gồm thuyết trình, hội thảo đối thoại, suy tư, chia sẻ của các nhóm đại diện cho xã hội dân sự và hoạt động trong các thực tế khác nhau. Trải nghiệm sẽ kết thúc tại Đền thờ Thánh Phêrô với thời gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp được tổ chức thông qua các hành trình theo chủ đề nhằm đưa các chủ đề được đề cập đến vào đời sống tâm linh. Như vậy, Hội nghị Công lý và Tình huynh đệ trong Kinh Thánh mở ra một chu kỳ gặp gỡ của năm 2023. Trong năm 2022, ba cuộc gặp gỡ đã được thực hiện với sự tham dự của 325 hiệp hội và hơn 1.000 tham dự viên. Vào năm 2024, dự kiến chủ đề tình yêu chính trị sẽ được đào sâu, đề cập đến trách nhiệm cùng nhau xây dựng công ích.